Bước chân. Yeah, xin chào anh em. Mừng anh em đã trở lại với channel của Team Rita Soccer. Và hôm qua U23 Việt Nam có một chiến thắng rất là bất ngờ trước Thái Lan. Mình cũng không tin là có tỷ số 4-0 nữa, không thể tin được. Nhưng mà đó không phải là trọng tâm của video clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình làm là một cái kỹ năng mà hôm qua mình thấy được từ Quang Hải. Quang Hải làm một cái skill rất hay mà mình phấn khích đến nỗi là hôm nay mình sẽ lấy bóng ra mình quay clip để hướng dẫn anh em ngay và luôn. Mình đặt tên cho động tác đó là Ninja No Look Pass. Đó là một cái kỹ năng ghi dấu ấn trong bàn thắng thứ tư của đội tuyển U23 Việt Nam. Thì nó lấy cảm mình lấy tên Ninja tại nó có một cái cú kích giống như Ninja đấy, nhảy lên đá và no look là không có nhìn đó, đá sau lưng mà đâu có nhìn đâu. Đó là một cái kỹ năng tên là Ninja No Look Pass. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn kỹ năng đó cho anh em ngay và luôn. Để tập luyện động tác Ninja No Look Pass này thì nó sẽ có 3 bước. Bước nhất là split up bằng first touch, một đường chuyền của đồng đội tới thì mình khống chế bằng first touch, bằng một cách split up bằng mua bàn trong, bóng sẽ bay lên cao. Rồi bước thứ hai á là mình sẽ nhảy cao lên, đá thật về phía sau lưng, đá thật cao. Bước thứ ba á là tiếp xúc nửa dưới quả bóng và tiếp xúc bằng mu bàn chân. Rồi trong tình trạng vuốt ngược ra phía sau lưng. Đó là ba bước mà anh em cần có thể làm một động tác no look pass. Bước 1 tích up, bước 2 bước 3. Sau khi đã hiểu rõ về kỹ thuật thì anh em phải tập luyện riêng từng bước. Bước đầu phải split up được đúng không? Split up bằng mu bàn chân nữa không? Thì nên tìm một vách tường, đá vách tường dội ra, phát xuất nó. Ok, hoặc là tìm một đồng đội có thể đứng xa truyền tới. Lưu ý là đồng đội phải truyền mạnh một tí. Split up. Rồi. Tiếp theo á là nhảy lên, thảy bóng, đá sau lưng, thảy bóng lên, đá sau lưng. Sau khi đã nhận diễn hai động tác là lên bóng rồi và châm lên đá ngược qua sau lưng rồi thì lúc này thì chúng ta mới tập luyện cùng cả hai cùng lúc. Nó sẽ tìm một đồng đội chuyền rồi lift up châm đá. Ok, để ứng dụng động tác Ninja No Look Pass này thì anh em cần phải biết hai cái yếu tố làm sao để thực hiện được cái động tác. Nhất á, là đồng đội chuyền bóng á, là một đường bóng phải mạnh thì mấy cái đẹp, cái split up mới đủ chiều cao lên để mình pass ra sau lưng, mình châm lên mình pass ra sau lưng. Chứ nếu mà chuyền nhẹ quá thì split up sẽ không đủ cao để nhảy lên đá móc ngược lại. Cái thứ hai á, là phải quan sát đồng đội trước khi thực hiện quả Ninja No Look Pass này. Tức là sao? Là Quang Hải thì anh ấy đứng đây và đồng đội đằng kia chuyền đường bóng cho anh ấy thì anh ấy đã nhìn thấy đồng đội mình quay qua thấy đồng đội đang di chuyển phía kia rồi thì anh ấy tiến tới nhận quả bóng và pass. Tức là anh ấy quan sát đồng đội trước khi thực hiện cái kỹ năng đó, anh ấy đã nhìn được đồng đội trước đó rồi chứ không phải là làm đại. Ok, thì nó là sao? Nó là thay vì nhận đường chuyền của đồng đội bằng cách là giữ một chạm rồi mới quan sát đồng đội mới truyền tiếp thì cái đường chuyền rất là dễ bị bắt bài, khó làm cho hậu vệ bất ngờ. Một pha bóng mà mình đang quay lưng như thế này và đồng đội bị hậu vệ áp sát ngay phía sau lưng thì việc lift up lên thì có thể thoát được cái
bàn phết tết có thể thoát được những cái pha tắc bóng của hậu vệ và mình pass ngay không cần phải xoay trở lại thì tạo cho cái tình huống nó diễn ra nhanh hơn và hậu vệ sẽ bị bất ngờ. Đó là cái cách ứng dụng, chỉ là điều tiết một cái hướng, chuyển một hướng bóng khác mà mình không nhìn vào cái hướng đó, hướng bóng đó thì hậu vệ sẽ bất ngờ, họ sẽ không kịp phản ứng với cái tình huống sạc đó của mình. Rồi, nếu anh em thấy video clip hay thì like và share clip này nhé. Nếu đây là lần đầu anh em đến với channel của Team Vita Soccer thì subscribe channel của group của mình và đừng quên nhấn những cái chuông báo ở dưới góc bên này, sẽ còn nhiều video clip nữa về kỹ thuật bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại. Jump.